cả tới ngày hôm nay Minh Dương ở nước Việt ngồi đây cũng chưa có làm điều gì sai với nước Việt hay là toàn nhân loại. Còn ở ngoài kia ai muốn hiểu thêm nước Việt này có phải là Minh Dương hay không, và có phải là thiên tử hay không, có phải là người trong sấm cơ của ngũ đại truyền thừa Đức Thầy, Đức Phật Thầy Tây An, Đức Huỳnh Phú Sổ, vân 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 vân. Ngài Trạng Trình cũng nói về mình, Bảo Giang Thiên Tử Sức, rồi Lưu Bá Ôn, rồi Thư Bối Đồ về kinh Khải Huyền Công Giáo, rồi kinh Koran, tất cả kinh điển thế giới đều nói về một người là đang ngồi đây. Còn ai tin không tin thì sẽ chờ xem, nhưng mà đến cái ngày mà đã tin thì hồn xác đã không còn rồi, vì hiện giờ đang đã thành lọc, thành sàng lọc rất là kỹ lưỡng, từ ý nghĩ, từ hành động, từ mọi việc làm. Ma quỷ nó lan tràn ở khắp nước Việt trong thời gian gần đây, cho nên cả đất nước đều là bị u mê bùa ngải. Chuyện đáng tin thì không tin, cộng tóc cỏ thì cũng ôm mấy triệu người khách hàng. Rồi tới một cái chạy theo sự náo nhiệt và chạy theo những cái gọi là ồn ào mà chả hiểu chuyện gì.